Quân đội Israel thông báo tấn công phủ đầu vào mục tiêu khủng bố ở Liban sau khi xác định lực lượng Hezbollah đang chuẩn bị phóng tên lửa và rocket về phía lãnh thổ Israel. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari cho biết sáng sớm 25 tháng 8 theo giờ địa phương. Trong một hành động tự vệ để loại bỏ những mối đe dọa này, lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công các mục tiêu ở Liban nơi Hezbollah đang lên kế hoạch tấn công vào thường dân Israel. Ông Hagari nói thêm: Lực lượng này cho biết khoảng 200 quả tên lửa đã được phóng ra từ Liban về phía Israel vào sáng sớm 25 tháng 8. Các chuyến bay từ sân bay Tel Aviv ở Israel tạm thời bị đình chỉ sau khi lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban. Hội đồng khu vực Golan đã yêu cầu cư dân tại cao nguyên Golan ở gần nơi trú ẩn cho đến khi có thông báo mới, tạm dừng các hoạt động nông nghiệp giáo dục và các hoạt động công cộng khác cuộc tấn công mới nhất của Israel nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở Liban diễn ra sau khi lực lượng phòng vệ Israel ngày 24 tháng 8 tuyên bố họ đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào có thể xảy ra của Iran hoặc nhóm vũ trang Hezbollah do Tehran hậu thuẫn. Thông tin này tiếp tục xuất hiện trong bối cảnh có những đánh giá tình hình cho rằng Hezbollah có thể sớm tấn công Việc Hezbollah phóng tên lửa về phía Israel ở miền nam Liban xảy ra gần như hàng ngày kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Hôm 23 tháng 8, Hezbollah tuyên bố thực hiện 15 cuộc tấn công vào Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết tổng cộng có 110 quả đạn pháo được phóng từ Liban về phía Israel trong ngày 23 tháng 8, đánh dấu một trong những ngày giao tranh xuyên biên giới dữ dội nhất trong những tuần gần đây. Các bên đàm phán hôm qua đã thảo luận về các đề xuất mới nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, không có dấu hiệu tiến triển nào sau nhiều giờ thảo luận. Theo các nguồn tin, một trong những điểm gây tranh cãi chính là việc Israel kiên quyết muốn duy trì quyền kiểm soát đối với 8 vị trí dọc hành lang Philadelphia, giải đất hẹp chạy dọc theo chiều dài 14 km giữa giải Gaza và Ai Cập. Hamas nhiều lần bác bỏ bất kỳ sự hiện diện lâu dài nào của Israel tại Gaza, coi đây như một hành vi chiếm đóng quân sự phái đoàn hamas hôm qua cũng đã có mặt tại cairo để thảo luận về tiến triển của các cuộc đàm phán cũng như về các đề xuất mới nhóm vũ trang tiếp tục kêu gọi gia tăng áp lực bộ israel thực hiện các cam kết trước đó và ngừng cản trở tiến trình hướng tới một thỏa thuận các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh tình hình nhân đạo ở giải gaza ngày càng xấu đi với tình trạng suy dinh dưỡng gia tăng và bệnh bại liệt đã xuất hiện tại đây trong báo cáo cập nhật mới nhất, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, viện trợ lương thực vào Gaza trong tháng 7 vừa qua đã ghi nhận một trong những mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái do lệnh phong tỏa toàn diện của Israel. Theo Văn phòng Liên hợp quốc này, số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính ở miền Bắc Gaza trong tháng 7 vừa qua cao gấp 4 lần so với tháng 5 trước đó, trong khi con số này ở miền Nam Gaza tăng gấp đôi. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết, một em bé 10 tháng tuổi ở Gaza đã được phát hiện mắc bệnh bại liệt. Đây là trường hợp mắc bệnh bại liệt đầu tiên ở vùng lãnh thổ này trong 25 năm qua, làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát nghiêm trọng do thiếu các điều kiện vệ sinh. Mỹ ngày 24 tháng 8 bày tỏ quan ngại việc Houthi tấn công tàu chở dầu MT Delta Sonian ở Biển Đỏ có thể sẽ gây ra một thảm họa môi trường. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Cuộc tấn công của Houthi đối với tàu chở dầu mang cờ Hy Lạp hôm 21 tháng 8 vừa qua có thể làm tràn một triệu thùng dầu ở Biển Đỏ, nhiều gấp 4 lần so với sự cố tràn dầu Exxon Valdez xảy ra vào năm 1989 ở khu vực bờ biển Alaska của Mỹ. Theo ông Miller thì trong khi thủy thủ đoàn đã được sơ tán, lực lượng Houthi dường như vẫn quyết tâm đánh chìm con tàu và hàng hóa xuống biển. Toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu Shonian gồm 23 người Philippines và 2 người Nga đã được một tàu thuộc phái bộ s của Liên minh châu Âu cứu nạn. Phái bộ này cảnh báo rằng con tàu không còn người điều khiển này là mối nguy hiểm về hàng hải và môi trường. Phong ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc với các cuộc tấn công này, Houthi đã nói rõ rằng họ sẵn sàng phá hủy ngành đánh bắt và hệ sinh thái tại khu vực mà Yemen và các cộng đồng khác trong khu vực dựa vào để kiếm sống. Ông Miller cũng kêu gọi Houthi ngừng ngay các hành động tương tự, đồng thời các nước khác hành động nhằm ngăn chặn thảm họa môi trường. Tàu chở dầu Union mang cờ Hy Lạp bị tấn công hôm 21 tháng 8 tại khu vực gần cảng Hodeida và Houthi tuyên bố đã tấn công tàu bằng tên lửa và máy bay không người lái. Con tàu dài 274 mét này khởi hành từ Iraq và đang trên đường đến một cảng gần Athens, Hy Lạp, chở theo 150.000 tấn dầu thô. Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Quinton Brown ngày 24 tháng 8 đã có chuyến thăm thông báo trước đến Trung Đông nhằm thảo luận cách thức ngăn chặn leo thang căng thẳng khu vực. Thướng Quinian Brown bắt đầu chuyến công du Trung Đông với chặng dừng chân đầu tiên ở Jordan và sau đó sẽ thăm Ai Cập và Israel trong những ngày tới. Chuyến thăm của người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ được thực hiện trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ở Gaza giữa Israel và Hamas. Điều mà Mỹ kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24 tháng 8 đã điện đàm với lãnh đạo Qatar và Ai Cập nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Trong bối cảnh các nhà đàm phán gặp nhau ở Cairo để tìm cách thu hẹp các khác biệt. Nhà trắng cho biết cuộc đàm phán ở Cairo mang tính chất xây dựng và Mỹ kêu gọi các bên phối hợp nhằm sớm hoàn tất một thỏa thuận. Bất đồng chính hiện nay đó là việc Israel tiếp tục mong muốn được duy trì các lực lượng của nước này dọc hành lang Philadelphia giữa Ai Cập và Gaza. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực hạn chế hậu quả từ cuộc xung đột kéo dài 11 tháng qua ở giải Gaza giữa Hamas và Israel. Cuộc xung đột đã phá hủy phần lớn Gaza, gây ra các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah ở Liban, cũng như các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào các tàu chở hàng trên biển đỏ. Trong khi đó, thì binh sĩ Mỹ cũng tiếp tục bị tấn công bởi các lực lượng thân Iran ở Syria, Iraq và Jordan. Trong những tuần qua, thì quân đội Mỹ đã tăng cường hiện diện ở Trung Đông nhằm ứng phó với các cuộc tấn công mới của Iran và các đồng minh. Mỹ đã điều nhóm tấn công tàu sân bay Abraham Lincoln và triển khai phi đội máy bay chiến đấu F-12-12 và một tàu ngầm mang tên lửa hành trình dẫn đường tới Trung Đông. Các nhà trung gian hòa giải tiếp tục tìm cách thu hẹp những bất đồng giữa Israel và Hamas tại các cuộc đàm phán diễn ra trong ngày 24 tháng 8 tại Ai Cập. Trong khi đó, thì các cuộc tấn công ác liệt của Israel vẫn tiếp diễn tại giải Gaza, khiến tình hình nhân đạo tại đây ngày càng trở nên tồi tệ. Theo giới chức Mỹ, phái đoàn nước này đã gặp song phương với các phái đoàn Ai Cập và Qatar trong ngày hôm qua, trong khi đại diện của Ai Cập và Qatar đã có cuộc gặp với phái đoàn Hamas khi phái đoàn này tới Ai Cập để cập nhật thông tin về thỏa thuận ngừng bắn nhưng không tham gia vào các cuộc đàm phán. Trong khi các cuộc đàm phán đang được tiến hành, thì quân đội Israel tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tại Gaza, khiến ít nhất 50 người Palestine thiệt mạng trong ngày hôm qua. Cơ quan y tế Palestine cho biết, các nạn nhân trong vòng 48 giờ qua vẫn chưa được di chuyển do giao tranh tiếp diễn hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, thì các cuộc tấn công của Israel tại Gaza đã khiến hơn 40.300 người Palestine thiệt mạng và hơn 93.300 người khác bị thương. Quân đội Israel thông báo, ba binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 7 binh sĩ khác bị thương do các cuộc giao tranh tại Gaza trong hai ngày qua. Nâng tổng số binh sĩ Israel bị thiệt mạng do các cuộc xung đột với Hamas lên 338 người. Trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt, các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển. Tình hình nhân đạo tại giải Gaza đã càng ngày càng trở nên tồi tệ khi 2,3 triệu cư dân tại đây hầu hết đã phải di rời, sống trong những lều trại tạm bỡ hoặc trú ẩn giữa những đống đổ nát với tình trạng suy dinh dưỡng tăng cao và nguy cơ lây lan dịch bệnh. Báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 8 cho thấy, trong tháng 7 năm 2024, số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính ở Nam Gaza đã tăng gấp đôi so với tháng 5 năm 2024 trong khi ở phía Bắc thì con số này đã tăng gấp 4 lần. Khối lượng viện trợ lương thực vào Gaza trong tháng 7 cũng thấp nhất kể từ khi xảy ra xung đột israel hamas Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho biết, một em bé người Palestine 10 tháng tuổi đã bị mắc bệnh bại liệt. Đây là trường hợp đầu tiên tại Gaza trong vòng 25 năm qua, làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát dịch bệnh rộng hơn do điều kiện vệ sinh tồi tệ, các bệnh viện bị tấn công và chỉ còn lại một số ít bệnh viện hoạt động trong tình trạng cầm chừng do thiếu điện thuốc men cũng như các vật tư y tế khác